Nhanh. Bỉ tỉ sao rồi? Ta không muốn sinh con. Lệ Hoa, ta không muốn sinh. Tỉ đừng có nói vậy, tỉ nhất định phải cố chịu. Muội giúp tỉ đỡ đẻ. Tỉ cố nhịn. Yến Chi, cô đi tìm nhà nào quanh đây đi, lấy một ít nước nóng về đây nhanh lên. Được. Biểu tỷ, biểu tỷ, Lệ Hoa, ta không muốn sinh con. Ta căn bản là không yêu người đàn ông đó. Tại sao ta phải sinh con cho hắn? Người ta yêu là biểu ca. Ta muốn trở về gặp biểu ca. Biểu tỷ, tỷ cố gượng. Chúng ta sắp về nhà rồi. Về nhà sẽ gặp được ca ca của muội. Tỷ mau sinh đứa con ra đi, chúng ta sẽ có thể về nhà gặp ca ca của muội mà. Về nhà. Về nhà gặp biểu ca. Đúng, chúng ta về nhà. Chúng ta sắp về đến nhà rồi. Cố nhịn, cố nhịn. Yến Chi sao vẫn chưa quay lại? Biểu tỷ, muội đi xem một chút. Yến Chi, Yến Chi. Tân Bình ở đây nhiều lắm, em sợ lắm. Sao anh lại ở đây? Biểu tỷ đâu? Em cầm bao quần áo đi đâu thế? Biểu tỷ, em cầm ít đồ, định đi đổi ít tiền, sau đó tìm xe ngựa để đưa biểu tỷ về Tân Giả. Biểu tỷ đang ở đâu? Dẫn ta đi tìm tỷ ấy đi. Cô nương, biểu cô nương sắp sinh không đi được. Ở bên dịch quán ở Đặng Gia bị phong tỏa rồi, bọn em không có xe ngựa, chỉ đành dừng chân ở đây. Biểu tỷ, biểu tỷ. Nào, dậy đi. Lệ Hoa. Được rồi, đừng khóc nữa. Đừng sợ. Đừng sợ. Có muội ở đây, muội ở đây rồi. Đừng sợ. Đừng khóc nữa, tốt quá rồi. Ta còn tưởng rằng ta vĩnh viễn không gặp được muội nữa. Nói linh tinh gì vậy? Tỷ xem, không phải là muội đến rồi sao? Ta và Tam Ca đến đón tỷ về nhà. Lưu Tam Ca, phiền quên rồi. Thiền Nhi, đều là người nhà cả, không phải khách khí. Lệ Hoa, muội nói cho ta biết, ca ca ta, bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Mấy hôm nay Quyển Thành mưa máu gió tanh, rất nhiều người bị giết. Ta bị nhà công Tôn hô cũng được, nhưng ta thật sự rất sợ ca ca của ta xảy ra chuyện. Mau nói cho ta biết đi. Ta lo thừa thôi đúng không? Biểu tỷ, tỷ không phải lo. Biểu huynh là người làm việc đại sự, bọn họ sẽ có chừng mực. Ta muốn về nhà. Dẫn ta về nhà, Lệ Hoa. Biểu tỷ, tỷ sắp đến kỳ sinh rồi. Muội, muội sợ. Không, ta không sao. Ta có thể đi. Ta muốn về nhà. Biểu tỷ, hay là thế này đi, chúng ta đi tìm một chỗ tốt hơn một chút ở tạm, đợi tỷ sinh xong rồi thì dẫn tỷ đi. Không, ta không muốn ở đây một khắc nào nữa. Ta muốn về Tân Giả. Cô nương, ở đây làm gì còn bà đỡ, dám đỡ đẻ cho phu nhân nữa. Chúng ta vẫn nên mau rời khỏi, trở về Tân Giả thôi.
Không được. Bây giờ toàn thành đang truy nã cả gia tộc họ Đặng. Hơn nữa, hành tung của ta và Lệ Qua đã bị bại lộ, giờ ra khỏi thành quá là nguy hiểm. Từ đây đến Tân Giả ít nhất cũng là 2 ngày đường, lớn như giữa đường Tam Sản, không phải lại càng phiền phức hơn sao? Những thứ này ta đều biết hết, nhưng ta thật sự không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Ta muốn về nhà. Lệ Qua, ta cầu xin muội hãy đưa ta về Tân Giả, cho dù ta chết ta cũng phải về. Được rồi, tỷ đừng có nói vậy. Thiền Nhi, về Tân Giả cũng không gấp, ở lại đây thêm một chút. Ta còn phải tìm Lý Thông, bây giờ không thể ra khỏi thành. Khi bằng đợi ta tìm được Lý Thông rồi hộ tống các người trở về, không thể đợi rồi. Nếu bây giờ không đi, E là phu nhân không còn có cơ hội để trở về nữa rồi. Im miệng. Yến Chi nói không sai. Lệ Qua, coi như ta cầu xin muội, muội đưa ta trở về. Ta muốn về nhà, ta muốn ở bên người thân, ta muốn về. Được rồi, muội đưa tỷ về. Tỷ yên tâm, tỷ nhất định sẽ được bình an vô sự. Muội đưa tỷ về, ta muốn về. Đừng khóc nữa, chúng ta sẽ về nhà. Không khóc nữa. Đừng khóc. Nào, cẩn thận. Lệ Qua, cầm lấy số tiền này, trên đường còn dùng. Quynh đưa hết tiền và ngựa cho chúng tôi, vậy Quynh phải làm sao? Nàng đừng lo cho ta. Được rồi, ta đưa biểu tỷ về Tân Giả rồi, ta sẽ đến gặp Quynh ở Thung Lăng. Trên đường nhất định phải cẩn thận. Biểu tỷ, ngồi vững nhé. Dừng lại. Trong xe có ai? Bẩm quan gia, là đại tỷ nhà tôi. Một cô gái như cô lại đi đánh xe. Ở trong nhà không có đàn ông sao? Lục soát cho ta. Báo cáo, trong xe chỉ có một phụ nữ mang thai và một nha hoàn. Biết rồi. Quan gia, tỷ phu của tôi đi ra ngoài, đại tỷ của tôi lại sắp sanh, nhưng tỷ ấy có chứng co giật, ở trong thành không có đại phu nào chữa được, cũng không có bà đỡ nào dám giúp tỷ ấy. Chúng tôi không còn cách nào, chỉ còn cách về cước dương. Quan gia, ngày chăm trước có được không? Được, đi đi. Đa tạ quan gia. Cô ta cái gì mà cô ta? Người phụ nữ đánh xe vừa nãy hình như là đồng đảng của phản tặc. Hồi trước tôi đã từng gặp cô ta. Thế sao đứng ngay ra đó làm gì? Mau thông báo đi. Phu nhân, người cố chịu. Phu nhân, đau quá. Phu nhân, cô nương, phu nhân sắp chịu không nổi rồi. Có lẽ sắp sinh rồi. Nhanh. Biểu tỷ sao rồi? Ta không muốn sinh con. Lệ Qua, ta không muốn sinh. Tỷ đừng có nói vậy, tỷ nhất định phải cố chịu. Muội giúp tỷ đỡ đẻ. Tỷ cố nhịn. Yến Chi, cô đi tìm nhà nào quanh đây đi, lấy một ít nước nóng về đây nhanh lên. Được. Biểu tỷ,
Lệ Hoa, ta không muốn sinh con. Ta căn bản là không yêu người đàn ông đó. Tại sao ta phải sinh con cho hắn? Người ta yêu là biểu ca. Ta muốn trở về gặp biểu ca. Biểu tỷ, tỷ cố gượng. Chúng ta sắp về nhà rồi. Về nhà sẽ gặp được ca ca của muội. Tỷ mau sinh đứa con ra đi. Chúng ta sẽ có thể về nhà gặp ca ca của muội mà. Về nhà. Về nhà gặp biểu ca. Đúng, chúng ta về nhà. Chúng ta sắp về đến nhà rồi. Cố nhịn, cố nhịn. Yến Chi sao vẫn chưa quay lại? Biểu tỷ, muội đi xem một chút. Yến Chi.